Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn muốn thư giãn, muốn được thả lỏng. Việc xem phim hay đọc sách có lẽ đã quá quen thuộc và với một số người có lẽ đã thấy nhàm chán. Chính vì thế Shop xin giới thiệu tới bạn thêm một lựa chọn giúp thư giãn, giảm stress khác không kém phần thú vị, đó là bộ trò chơi rút gỗ. Trò chơi rút gỗ có liên quan đến việc xây dựng một tòa tháp bằng các miếng gỗ liền nhau thành các tầng gỗ xen kẽ được xếp dọc và ngang. Mỗi người chơi sẽ lần lượt loại bỏ các khối từ bất kỳ cấp độ của tháp và đặt nó trên đầu để tạo ra một tòa tháp cao hơn. Người chơi nào gây sụp đổ tháp là kẻ thua cuộc. Vì vậy, trò chơi này cần rất nhiều kỹ năng, sự khéo léo cũng như sức mạnh tinh thần của người chơi. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Bọn trẻ con lớp tôi rất thích trò này. Khoe nhiều màu khá cute. Đi chơi hội nhóm giải trí thì khỏi phải nói, chất lượng ok luôn. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.